Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thông tin ngày mới sáng thứ Hai ngày 22 tháng 1 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Ngay sau đây là những nội dung nổi bật có trong chương trình Thông tin ngày mới hôm nay. Như phần quà Tết đến với người dân khó khăn tại huyện miền núi Hiệp Đức. Chi trả hơn 1,6 tỷ đồng cho các nạn nhân trong vụ chìm tàu câu mực tại Núi Thành. Trải nghiệm Tết làng Việt ở làng cổ Đường Lâm. Sáng qua tại huyện Hiệp Đức, cơ quan thường trú khu vực miền Trung Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV miền Trung phối hợp với Ban dân vận tỉnh ủy Quảng Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hiệp Đức tổ chức chương trình trao quà Tết Giáp Thìn và bàn giao nhà tình nghĩa tại xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức. Tham dự chương trình có đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, đồng chí Huỳnh Thị Thùy Dung, Trưởng ban dân vận tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan, Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy cùng các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Hưởng ứng chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát do tỉnh ủy Quảng Nam phát động, thông qua sự kêu gọi của Ban dân vận tỉnh ủy Quảng Nam và VOV miền Trung, công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Meliqua đã tài trợ 350 triệu đồng để xây dựng 5 căn nhà tình nghĩa với giá trị 70 triệu đồng một căn, tặng hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại 4 huyện miền núi Hiệp Đức, Đông Giang, Nam Giang, Bắc Trà My và thành phố Tam Kỳ. Đến thời điểm này, 5 hộ gia đình đã được hỗ trợ xây dựng xong 5 căn nhà mới khang trang, ổn định chỗ ở, kịp thời đón Tết Giáp Thìn 2024. Tại chương trình, VOV miền Trung phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Meliqua và Ban dân vận tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức bàn giao 5 căn nhà tình nghĩa giúp bà con trước thềm năm mới. Dịp này, VOV miền Trung cùng với Ban dân vận tỉnh ủy Quảng Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Saico trao 200 suất quà Tết với tổng trị giá 100 triệu đồng nhằm góp phần giúp các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Hiệp Đức đón Tết Giáp Thìn 2024 ấm áp đủ đầy. Ngoài ra, công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Meliqua trao tặng 300 mũ bảo hiểm Meliqua với tổng trị giá hơn 50 triệu đồng tặng 300 học sinh ở huyện Hiệp Đức. Ban dân vận tỉnh ủy Quảng Nam cũng đã trao 11 suất quà tặng 11 cán bộ không chuyên trách công tác dân vận cấp xã trên địa bàn huyện Hiệp Đức. Và hôm nay thì cũng có các đồng chí đại diện cho Hiệp hội Doanh nghiệp, các cái doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn của tỉnh, có thể nói là cũng còn nhiều khó khăn lắm, nhưng mà cũng chia sẻ đem đến cho bà con chúng ta những cái chút quà, mặc dầu không lớn về vật chất, nhưng có thể khẳng định rằng về mặt tinh thần thì nó vô cùng lớn lao, bởi vì đây là cả một cái tấm lòng của cộng đồng doanh nghiệp, nhất là của cán bộ công nhân viên, của anh em công nhân của một số cái doanh nghiệp trong một điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng mà đã chia sẻ với bà con chúng ta một cái chút quà đầy tình nghĩa nhân cái dịp Tết đến xuân về này. Chương trình trao quà Tết Giáp Thìn 2024 và bàn giao nhà tình nghĩa giúp hộ nghèo tỉnh Quảng Nam sẽ mang đến cho bà con nhân dân còn nhiều khó khăn tại huyện Hiệp Đức đón một cái Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 đầm ấm, vui tươi, lan tỏa tình yêu thương, lòng nhân ái. Chiều qua tại thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức, đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam đã có buổi thăm hỏi tặng quà già làng, người có uy tín trên địa bàn huyện Hiệp Đức nhân dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024. Tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các già làng, người có uy tín trong việc xây dựng, giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tuyên truyền vận động nhân dân, nhất là bà con đồng bào dân tộc thiểu số ở 3 xã vùng cao huyện Hiệp Đức, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nỗ lực lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội địa phương. Đồng thời, đồng chí Lê Văn Dũng mong muốn các già làng, người có uy tín tại địa phương tiếp tục chung tay cùng cấp ủy chính quyền vượt qua khó khăn, thách thức vì mục tiêu xây dựng Hiệp Đức phát triển, ngày càng chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của người dân miền núi. Dịp này, đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam cũng đã trao 40 suất quà Tết cho các già làng, người có uy tín của huyện Hiệp Đức. Nhân chuyến đi này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi và chúc Tết hai gia đình mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách trên địa bàn thị trấn Tân Bình và xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức. Theo tổng hợp từ Cục Thuế Quảng Nam, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2023 được 21.445 tỷ đồng, đạt 102,7% so với dự toán, bằng 80,6% so với cùng kỳ.
Trong đó, tổng thu từ tiền sử dụng đất, sổ số và từ tập đoàn Trường Hải là 8.386 tỷ đồng, đạt hơn 128% dự toán, tăng 8,5% so với cùng kỳ. Cục thuế đã tiếp nhận và giải quyết đúng quy định, quy trình đối với 262 hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng, với số thuế đã hoàn là 1.595 tỷ đồng, đạt gần 76% dự toán hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2023 và tăng 9% so với năm trước. Cục thuế đã hoàn thuế thu nhập cá nhân cho gần 3.340 hồ sơ, với số thuế đã hoàn 29 tỷ đồng. Hoàn thuế khác 288 trường hợp, với trên 380 tỷ đồng. Cục thuế cũng đã tập trung tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, nâng cao chất lượng kiểm tra, phân tích chuyên sâu, hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những vi phạm về thuế, chống thất thu ngân sách nhà nước, đảm bảo hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023. Sáng qua, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Tam Kỳ tổ chức chương trình Tết Sum vầy Xuân chia sẻ năm 2024 cho đoàn viên công đoàn người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đợt này, tổng số đoàn viên người lao động nhận hỗ trợ trong chương trình Tết Sum vầy Xuân chia sẻ lần này là 600 người, mỗi suất bao gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm. Tổng số tiền hỗ trợ đợt này gần 400 triệu đồng, trong đó hỗ trợ tiền mặt 325 triệu đồng, gần 42 triệu tiền quà và các giải thưởng bốc thăm trị giá gần 23 triệu đồng. Kinh phí tổ chức chương trình từ nguồn xã hội hóa, hỗ trợ từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động thành phố Tam Kỳ. Tại chương trình, Liên đoàn Lao động thành phố Tam Kỳ trao bảng tượng trưng cho các công đoàn cơ sở có từ 5 đoàn viên, người lao động, được hỗ trợ và trao trực tiếp cho 225 đoàn viên. Số lượng đoàn viên người lao động còn lại sẽ được phân bổ cho công đoàn cơ sở trao trực tiếp ngay tại doanh nghiệp. Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực được Liên đoàn Lao động thành phố Tam Kỳ tổ chức thường niên nhằm chăm lo hỗ trợ đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên người lao động trên địa bàn đón Tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm. Thưa quý vị, chỉ còn khoảng 3 tuần nữa là đến dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Thời điểm này, nông dân trồng hoa trên địa bàn tỉnh đang tất bật chăm sóc để các vườn cây cho hoa đạt chất lượng tốt nhất. Đồng thời cũng kỳ vọng về một vụ sản xuất trúng mùa, bán được giá cao để ngày Tết thêm đủ đầy. Ghi nhận tại các nhà vườn xã Tam Thái, huyện Phú Ninh. Năm nay, mặc dù dự báo có nhiều khó khăn, cung lớn hơn cầu, song nhờ có nhiều khách quen đặt mua trước, nên ông Nguyễn Hoàng Mai, thôn Khánh Thịnh, xã Tam Thái mạnh dạn mở rộng diện tích trồng hoa, cây cảnh trên 2.000 m² đất vườn. Các loại hoa được trồng nhiều nhất là hoa treo như dạ yến thảo, sao băng, mát nai với 2.800 chậu. Ngoài ra, ông Mai cũng trồng thêm một số loại hoa mới được thị trường ưa chuộng như ớt cảnh, mồng gà, ngọc thảo. Nói chung là tuổi cũng cô, sức cũng yếu, không có lùm cái nạn ở ngoài đồng được. Thì về mới trồng là có phương pháp là để trồng hoa. Cho dù á là cũng có vất vả, nhưng mà có nhẹ nhàng. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cứ mẫu đồ tách đánh xuống gì, thì mình cũng phục vụ cho bà công. Công ty, xí nghiệp, cơ quan là cũng có hoa để trưng bày. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai cũng có cái nguồn thu nhập của gia đình. Mà so với lùm bông á, thì nguồn thu nhập của gia đình cũng cao hơn so với những cái nghề khác tăng nông nghiệp. Ông Ninh Quang Anh cũng là một hộ trồng cây cảnh nổi tiếng của xã Tam Thái với vườn mai lên đến hơn 100 gốc. Ngoài hình dáng khá đẹp, được chăm sóc, uống tỉa một cách tỉ mỉ, khéo léo, những cây mai ở đây đều có giá trị khá lớn do hầu hết là thanh mai và được ông trồng lâu năm, khoảng 30 năm trở lên. Ước tính giá trị vườn mai của ông Anh hiện hơn 1 tỷ đồng. Ngoài việc bán mai cảnh, vụ Tết cũng là thời điểm ông an ninh làm ra nhờ việc cho thuê mai cảnh với mức thuê trung bình 5 triệu đồng một chậu. Đúng dịp Tết cũng hơi can bởi vì tùy theo có khí hậu, nắng quá. Thì nó trổ sớm như thế này là nó cũng sớm mấy ngày rồi đây. Đầu đó 2-3 năm này cũng ít. Đôi 3 năm người đó chứ còn nói chung kinh tế họ chơi cái này là kinh tế. Nhưng mà ở đây mình thì cũng năm nay mấy năm nay kinh tế nó cũng bấp bênh hơn. Cho nên cũng ít. Nhưng mà giờ bữa nữa là hắn cũng có người đi. Nhưng mà mình bán là bán ở vườn mình thôi. Cũng bán ít cho đủ sờ trong cái đấy. Là địa phương có diện tích vườn đồi khá rộng, những năm trở lại đây, nhiều hộ dân tại xã Tam Thái chủ động chuyển đổi sang mô hình trồng hoa cây cảnh nhằm nâng cao thu nhập. Hiện nay toàn xã có 12 hộ trồng hoa cây cảnh, chủ yếu tập trung vụ Tết. Để có được những chậu hoa chất lượng, đẹp mắt, yếu tố quan trọng nhất là nắm vững kỹ thuật, từ khâu chọn giống, thời điểm trồng, kỹ thuật chăm sóc và xử lý bảo đảm hoa nở đúng dịp Tết.
Ngoài ra, nông dân còn chủ động thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết để có biện pháp bảo vệ vụ hoa tết kịp thời. Như vậy, hoa sẽ bán được giá cho lợi nhuận cao. Đến thời điểm này thì đối với các mặt hoa thì trong năm này thì thị trường là sớm. Cả những cái dòng hoa mà ra hoa sớm thì cũng đã được xuất bán đi cho các shop hoa ở thành phố Tam Kỳ. Và đặc biệt thì đối với dòng hoa Vạn Thọ thì năm này thì gia đình tôi làm ba ngọn, nhưng mà đến thời điểm này thì đã để cho bỏ sỉ cho thương lái thì đến 2,5 ngọn rồi, với giá thì cũng vừa để rồi có thương lái họ có thể là chia sẻ trong cái việc mà buôn bán trong dịp Tết. Nhằm thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới và đề án phát triển kinh tế nông thôn, năm 2023, xã Tam Thái cũng đã triển khai thí điểm tổ hợp tác trồng hoa tại thôn Khánh Thọ với 5 hộ tham gia. Từ kinh phí đề án, địa phương đã hỗ trợ 20 triệu đồng 5 hộ trồng hoa. Thời tiết năm nay thuận lợi, hoa cây cảnh của các hộ trong tổ hợp tác tăng trưởng khá tốt, mở ra nhiều hy vọng cho vụ Tết bội thu. Xa hơn nữa là tạo tiền đề cho địa phương trong nhân rộng, chuyển đổi mô hình kinh tế mới với giá trị cao hơn, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Hàng năm vào thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên Đán, tình hình thời tiết trên biển có nhiều diễn biến phức tạp, thường xuyên có gió mùa, biển động, khu vực ven biển có sương mù, hạn chế tầm quan sát của lực lượng chức năng. Lợi dụng điều đó, các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại thường gia tăng các hoạt động. Trước tình hình trên, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 đã đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát trên vùng biển, được phân công hạn chế các vụ việc vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại. Để công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại đạt hiệu quả cao, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 đã tập trung lãnh đạo, huy động mọi nguồn lực, tăng cường triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong đấu tranh. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 thường xuyên tổ chức quán triệt, giáo dục cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ nâng cao ý thức cảnh giác và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Trước mỗi đợt đấu tranh cao điểm, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 thường xuyên phát động phong trào thi đua, tháng hành động cao điểm trong toàn đơn vị nhằm tạo ra không khí thi đua sôi nổi, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ, đồng thời tăng cường quản lý bộ đội, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tuyệt đối không để cán bộ, chiến sĩ bị mua chuộc, lợi dụng, móc nối tham gia hoặc tiếp tay cho tội phạm, vi phạm. Tuyệt đối không để cán bộ chiến sĩ vi phạm các quy định và các điều cấm đề ra, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời tăng cường huấn luyện công tác chuyên môn nghiệp vụ, điều tra cơ bản cho đội ngũ cán bộ, nhân viên trinh sát, cảnh sát viên, nắm bắt địa bàn, phát huy tốt sức mạnh của quần chúng nhân dân. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng như bộ đội biên phòng, công an, hải quan, quản lý thị trường trong đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, vi phạm trước, trong và sau Tết. Công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam, gọi tắt là AIA Việt Nam, vừa tổ chức chi trả quyền lợi bảo hiểm cho gia đình 3 khách hàng tại huyện Núi Thành là các nạn nhân bị tử vong trong vụ chìm tàu câu mực vào hồi giữa tháng 10 vừa qua. Tại lễ chi trả, đại diện AIA Việt Nam chia sẻ, động viên các gia đình có người chết và mất tích trong vụ chìm tàu câu mực cố gắng vượt qua đau thương, mất mát để sớm ổn định cuộc sống. 3 gia đình khách hàng có người thân tử vong được chi trả với số tiền hơn 1,6 tỷ đồng. Đây là 3 ngư dân trong tổng số 14 người mất tích trong vụ chìm tàu câu mực QNA-90129TS và QNA-90927TS vào đêm 16 tháng 10 và rạng sáng 17 tháng 10 ở khu vực biển gần quần đảo Trường Sa. Trước đó, AIA Việt Nam cũng đã chi trả quyền lợi bảo hiểm cho gia đình một thuyền viên được xác định tử vong trong vụ chìm tàu câu mực QNA-90129TS với số tiền gần 1,2 tỷ đồng. Như vậy, tất cả 4 khách hàng là nạn nhân trong 2 vụ chìm tàu câu mực tại huyện Núi Thành đều đã được AIA Việt Nam hoàn thành các thủ tục pháp lý để chi trả kịp thời quyền lợi bảo hiểm. Việc giải quyết quyền lợi bảo hiểm nhanh chóng đã góp phần chia sẻ những khó khăn và giúp gia đình khách hàng sớm ổn định cuộc sống. Liên quan đến tai nạn chìm tàu câu mực tại huyện Núi Thành, AIA Việt Nam cũng đã kịp thời thăm hỏi và hỗ trợ số tiền 58 triệu đồng cho 93 ngư dân và thân nhân các gia đình gặp nạn. Dịp này, AIA Việt Nam cũng đã tiến hành chi trả quyền lợi bảo hiểm cho nhiều khách hàng khác tại huyện Núi Thành. Thưa quý vị, chiều tối ngày 20 tháng 1, Công an Quảng Nam đã tổ chức di lý 2 đối tượng gây ra vụ cướp ngân hàng bất thành ở xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam vào trưa ngày 19 tháng 1 vừa qua. Hai đối tượng là Trần Đông Lập, sinh năm 1990, trú xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam, và Đặng Văn Được, sinh năm 1999, trú xã Phú Dương, thành phố Huế.
Bước đầu các đối tượng khai nhận do nợ nần nên hai đối tượng đã bàn nhau đi cướp tài sản. Sáng ngày 19 tháng 1, hai đối tượng xông vào một chi nhánh ngân hàng ở xã Kỳ Hòa, huyện Duy Xuyên, dùng súng, hung khí khống chế bảo vệ và nhân viên để cướp tài sản. Tuy nhiên, khi nhân viên ngân hàng nhấn chuông báo động, cả hai hoảng sợ bỏ lại tiền rồi tẩu thoát bằng xe máy về huyện Đại Lộc, Quảng Nam. Công an tỉnh Quảng Nam đã tập trung lực lượng ngay, phối hợp với công an các địa phương giáp ranh tổ chức truy xét. Qua kiểm tra xác minh các thông tin về hai đối tượng, công an Quảng Nam đã kịp thời thông báo cho công an tỉnh Thừa Thiên Huế và các địa phương liên quan biết để phối hợp truy bắt. Đến 12 giờ cùng ngày, các đối tượng đã bị công an huyện A Lưới bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn. Chuyển sang các tin tức quan trọng trong nước. Thưa quý vị, trong chuỗi chương trình Mùa Xuân Côn Đảo 2024, chiều ngày 20 tháng 1 tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Hải đội 33 Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 và các nhà tài trợ đã phối hợp tổ chức chương trình phiên chợ Tết không đồng, mang những món quà Tết từ đất liền đến với quân và dân huyện Côn Đảo. Phiên chợ Tết không đồng được tổ chức phục vụ 250 người dân thuộc đối tượng gia đình chính sách, người có công, các chiến sĩ lực lượng vũ trang và người có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống tại 9 khu dân cư trên địa bàn huyện Côn Đảo. Mỗi người đến phiên chợ Tết không đồng sẽ được tặng một phiếu mua hàng trị giá 300.000 đồng và tự tay lựa chọn những món hàng theo ý muốn tại 5 gian hàng, bày bán những mặt hàng thiết yếu như gạo, mì gói, dầu ăn, gia vị, bánh kẹo, sữa, nước ngọt, bột giặt. Ngoài ra, tại chương trình, các mạnh thường quân đã trao tặng 60 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các em học sinh vượt khó học giỏi và trao hạng mục đèn chiếu sáng cho Trung tâm Bảo tồn Di tích Quốc gia Côn Đảo. Thưa quý vị, dự kiến qua Tết Nguyên đán, các cánh đồng ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ vào vụ thu hoạch lúa đông xuân. Còn những ngày gần đây, một số vùng đã gieo xạ sớm đã bắt đầu thu hoạch. Điều đáng mừng là giá lúa vụ đông xuân vẫn rất cao, thương lái đến tận ruộng mua và đặt cọc nên bà con nông dân rất phấn khởi. Hiện giá lúa dao động từ 10.000 đến 10.200 đồng 1 kg, tăng từ 1.000 đồng so với vụ thu đông. Nông dân có niềm vui kép khi giá lúa tăng, mùa màng lại bội thu bởi đông xuân là vụ có năng suất tốt nhất trong 3 vụ lúa. Tại một vài địa phương, thương lái đến đặt cọc, nhưng nhiều nông dân không nhận cọc. Thưa quý vị, cuối tuần qua, một không gian Tết đậm chất xưa, đặc trưng của những ngôi làng ở đồng bằng Bắc Bộ đã được tái hiện ngay tại ngôi làng cổ độc nhất vô nhị ở ngoại thành Hà Nội, làng cổ Đường Lâm. Với nhiều hoạt động hấp dẫn cùng không gian đậm màu xưa cũ, sự kiện Tết làng Việt tại đây đã thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước với nhiều trải nghiệm thú vị. Không gian chợ Tết truyền thống đậm chất xứ Đoài được tái hiện ngay tại trung tâm làng cổ Đường Lâm, Sơn Đình Mộng Phù đã gợi lại biết bao cảm xúc cho bà Phạm Thị Lan về một thời ấu thơ theo mẹ đi chợ sắm Tết. Ngày xưa thì tôi vẫn thường theo mẹ tôi ra chợ sắm Tết. Mặc dù thì Tết thì nó không được phong phú như bây giờ, nó nghèo hơn, nhưng mà Tết cổ truyền thì nó vẫn thế, vẫn có các trò chơi đấy, vẫn có bánh trưng, bánh tẻ, các loại bánh ở đây. Còn với các bạn trẻ, nhất là em Tô Ngọc Huyền, thì không gian chợ Tết này lại mang đến những cảm nhận khác biệt và lạ lẫm. Mọi thứ đều mới lạ với con. Hàng năm thì con cũng được theo bố mẹ đi sắm Tết, nhưng mà chủ yếu là trung tâm thương mại và siêu thị. Đến với không gian Tết làng Việt, du khách còn được trải nghiệm, tìm hiểu về các nét văn hóa đặc trưng của ngày Tết cổ truyền như nghệ thuật làm tranh dân gian đồng hồ, nặng tò he hay các trò chơi dân gian. Không gian đậm chất Tết xưa đã để lại ấn tượng đặc biệt sâu sắc trong lòng du khách nước ngoài. Tôi đã tìm hiểu về Tết của Việt Nam trước khi đến đây. Hôm nay tôi muốn trải nghiệm tất cả những hoạt động ở lễ hội này vì nó rất hấp dẫn, thú vị. Mọi thứ đều nhiều màu sắc và mang đậm truyền thống của các bạn. Tôi cũng đặc biệt yêu thích bộ áo dài truyền thống này. Đây là lần thứ hai tôi trải nghiệm Tết Việt ở Đường Lâm. Tôi thích nhất là được trải nghiệm gói bánh chưng. Nó không hề khó, bánh chưng thì lại rất ngon. Thông qua các hoạt động phong phú, hấp dẫn, sự kiện này không chỉ góp phần quảng bá đến bạn bè quốc tế về những giá trị văn hóa truyền thống, ẩm thực độc đáo, mà còn để giữ gìn truyền thống cho thế hệ mai sau. Khơi lại cái không gian, cái phong cảnh và cái nét sinh hoạt truyền thống của dân tộc ta trong mỗi dịp Tết đến xuân về. Từ đó thì chúng ta bảo tồn các cái giá trị tốt đẹp của văn hóa dân tộc và chúng ta lan tỏa những giá trị đó tới du khách trong và ngoài nước.
Và với hai mùa chúng tôi tổ chức năm 2021 và 2022 thì làng cổ Đường Lâm đã được ASEAN vinh danh và trao tặng giải thưởng là du lịch bền vững của ASEAN năm 2023. Với nhiều đổi mới trong công tác tổ chức, thị xã Sơn Tây mong muốn Tết Làng Việt sẽ trở thành hoạt động thường niên, điểm nhấn phát triển du lịch của địa phương, qua đó góp phần gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Thưa quý vị, chỉ còn chưa tới 20 ngày nữa sẽ đến Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024. Nếu như mọi năm đây là thời điểm thị trường bánh kẹo Tết sôi động hơn bao giờ hết, thì năm nay kinh tế khó khăn nên sức mua khá trầm lắng. Các cơ sở kinh doanh vì thế cũng giảm lượng hàng nhập và chờ đợi tình hình sẽ được cải thiện vào những ngày cận Tết. Trái với mọi năm, năm nay dù đã qua mùng 10 tháng Chạp, nhưng lượng khách hàng tìm đến siêu thị mini Châu Tiến lại khá thưa thớt. Theo chủ cơ sở này, năm nay lượng khách chưa bằng 1/2 so với các năm trước, nên cơ sở cũng chủ động giảm lượng hàng nhập và nghe ngóng thị trường, bán đến đâu lấy hàng đến đó. Hàng hóa của năm này á, là nhờ mình nó có hạn chế, là vì mua ít, do là khách hàng kinh tế nó khó khăn, cho nên không dám mua nhiều. Bây giờ đến tới thì không biết như thế nào, chứ hiện tại bây giờ là khách đường không có, quài và đứng chờ khách tới. Năm nay, các sản phẩm bánh kẹo khá đa dạng, phong phú, bao bì mẫu mã ấn tượng, giá cả hợp lý và hầu như không tăng so với năm trước. Tuy vậy, nhiều người tiêu dùng vẫn khá dè dặt vì tình hình kinh tế khó khăn. Tình hình kinh tế năm nay thì thấy là mình với toàn cầu đều là sụt giảm. Không riêng gì Việt Nam mình, nhưng gì gia đình cũng như vậy. Không riêng gì, nhưng chỉ là sự mua sắm thì nó ít hơn qua năm ngoái xíu. Thu nhập của gia đình cũng giảm hơn mỗi năm. Vì chị có tiệm bánh đó, chị cũng mở tiệm bánh nên chị thấy sức mua cũng ít. Chứ không có như mỗi năm là rất là mạnh. Năm nay chắc là gia đình sẽ theo cái điều kiện ha. Mua những vật dụng như là hạt dưa, bánh mứt mà giảm một nửa. Dự đoán được xu hướng thắt chặt chi tiêu, tiết kiệm của người tiêu dùng dịp Tết năm nay, nên siêu thị Co-opmart cũng tính toán cân đối thu chi để đảm bảo giá hàng hóa ổn định và thực hiện nhiều ưu đãi cho khách hàng từ khá sớm. Đặc biệt, siêu thị có những combo quà Tết với nhiều phân khúc giá cho khách hàng chọn lựa từ 99.000 đồng cho tới vài triệu đồng. Trong cái Tết Giáp Thìn 2024 này, thì siêu thị Co-opmart nói riêng và Sài Gòn Coop nói chung thì có thực triển khai một cái chương trình khuyến mãi lớn, đó là đến cốt chữa Tết về, diễn ra liên tục trong 8 tuần là từ ngày 13 tháng 12 năm 2023 đến ngày 9 tháng 2 năm 2024. Thì bên cạnh cái chương trình đó, trong cái chương trình đó thì rất nhiều cái chương trình ưu đãi giảm giá sau cho người tiêu dùng, giảm giá từ 20 đến 40%, mua một tặng một, chương trình siêu ưu đãi cũng như là chương trình tích lũy hóa đơn để nhận quà. Các cơ sở kinh doanh hy vọng qua ngày 20 tháng Chạp, khi người lao động nhận tiền thưởng Tết cũng như lương tháng 1 thì sức mua sẽ được cải thiện hơn. Bởi theo dự báo, nhu cầu mua sắm của người dân từ nay đến Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 sẽ tăng khoảng 10% so với cùng kỳ. Chương trình tiếp tục với mục Câu chuyện thế giới. Thưa quý vị, Apple đang chuẩn bị mở khả năng chạm để thanh toán của iPhone cho các đối thủ tại Liên minh châu Âu sau khi bị chỉ trích vì giữ người dùng trong hệ sinh thái của riêng mình. EC cho biết họ đang cân nhắc đề xuất của Apple được đưa ra sau khi gã khổng lồ công nghệ Mỹ bị chỉ trích thống trị trong các giao dịch ví di động trên hệ điều hành iOS bằng cách loại bỏ các đối thủ cạnh tranh. Các giao dịch như vậy dựa trên công nghệ giao tiếp trường gần NFC sử dụng cảm ứng từ trường để kết nối các thiết bị khi chúng tiếp xúc trực tiếp hoặc gần nhau. Công nghệ NFC cho phép người dùng chạm vào điện thoại thông minh trên thiết bị đầu cuối thanh toán của nhà cung cấp thay vì thẻ tín dụng có vi mạch. Apple đang đề nghị cung cấp NFC miễn phí trên các thiết bị iOS và sẽ tạo giao diện để các đối thủ cạnh tranh có thể lưu trữ chi tiết thanh toán cá nhân một cách an toàn để sử dụng trong ứng dụng riêng của họ. EC đã mời các công ty trong lĩnh vực thanh toán không tiếp xúc tham gia bình luận trong vòng một tháng về đề xuất của Apple. Bất chấp thời tiết băng giá bao phủ châu Âu hiện nay, nhiều người dân thủ đô Paris của Pháp và du khách vẫn ra ngoài để đi dạo hoặc đơn giản là làm những gì mình thích.
Theo dự báo thời tiết, nhiệt độ ban ngày tại Paris đã giảm xuống mức thấp nhất là 1 độ C và có thể giảm tiếp xuống âm 3 độ C. Nhiều du khách cho biết đã có sự chuẩn bị kỹ càng để cái giá lạnh không thể ngăn cản việc họ đi lại tham quan và ngắm nhìn những địa danh nổi tiếng của thành phố ánh sáng. Những ngày qua, thời tiết lạnh giá đã cản trở hoạt động du lịch bằng đường hàng không và tàu hỏa trên khắp châu Âu, khi dịch vụ tàu Eurostar đến và đi từ Pháp cũng như các điểm phía Bắc như Bỉ và Hà Lan bị gián đoạn. Lễ hội đánh cá mùa đông thường niên, sự kiện mở màn cho mùa đánh cá trên băng đã chính thức diễn ra tại hồ Ulungur thuộc huyện Phúc Hải, tỉnh Tân Cương, miền Tây Bắc Trung Quốc. Sự kiện đã thu hút sự tham gia đông đảo của người dân sở tại và du khách. Trong hơn 60 năm qua, người dân tại khu vực này đã duy trì hình thức đánh bắt cá bằng cách thả lưới lớn xuống hồ Ulungur bị đóng băng trong mùa đông. Lưới được thả xuống độ sâu 1 km dưới lớp băng và mỗi lưới có thể mang về hơn 5 tấn cá. Lưới được sử dụng đều là loại có mắt to để loại bỏ cá nhỏ và giúp chúng có thể tiếp tục sinh sản và duy trì lượng cá dưới hồ. Hình thức đánh cá truyền thống này đã được người dân nơi đây duy trì và biến thành một lễ hội văn hóa đặc trưng, qua đó thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài nước bất chấp sự lạnh giá khắc nghiệt của mùa đông nơi đây. Con cá đầu tiên được bắt trong mùa lễ hội cũng sẽ được đem ra đấu giá. Thông tin vừa rồi đã khép lại một câu chuyện thế giới. Tiếp theo là những thông tin về tình hình dự báo thời tiết. Thành phố Tam Kỳ mây thay đổi đến nhiều mây, sáng và đêm có lúc có mưa nhỏ, trời rét, ngày nắng yếu, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ, độ ẩm từ 75 đến 97%, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Thành phố Hội An mây thay đổi đến nhiều mây, sáng và đêm có lúc có mưa nhỏ, trời rét, ngày nắng yếu, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ, độ ẩm từ 75 đến 97%, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Thị xã Điện Bàn mây thay đổi đến nhiều mây, sáng và đêm có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, ngày nắng yếu, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ, độ ẩm từ 40 đến 97%, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Thị trấn Núi Thành mây thay đổi đến nhiều mây, sáng và đêm có lúc có mưa nhỏ, trời rét, ngày nắng yếu, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ, độ ẩm từ 70 đến 97%, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Thị trấn Trà My mây thay đổi đến nhiều mây, sáng và đêm có lúc có mưa nhỏ, trời rét, ngày nắng yếu, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ, độ ẩm từ 65 đến 98%, gió nhẹ. Thị trấn Thành Mỹ mây thay đổi đến nhiều mây, sáng và đêm có lúc có mưa nhỏ, trời rét, ngày nắng yếu, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ, độ ẩm từ 63 đến 98%, gió nhẹ. Thị trấn Brau mây thay đổi đến nhiều mây, sáng và đêm có lúc có mưa nhỏ, trời rét, ngày nắng yếu, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ, độ ẩm từ 63 đến 98%, gió nhẹ. Chương trình thông tin ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam hôm nay đến đây kết thúc. Chương trình được phát vào lúc 6 giờ sáng hàng ngày và phát lại vào lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên website của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam ở địa chỉ www.qrt.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thông tin ngày mới số tiếp theo.